cho quý vị và các bạn, trong một cuộc đối thoại thì mọi người quan tâm nhất là điều gì ạ? Với tôi thì đó là một người nói chuyện thú vị. Khi đó thì tôi sẽ có cơ hội được lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn, được kể theo những cách thật đặc biệt, và đương nhiên rồi, cảm xúc khi đó sẽ rất là khác biệt. Đối diện với tôi ngày hôm nay là một người được dự báo. Vâng ạ, được dự báo ạ. Sẽ rất là thú vị. Anh ấy không phải là một người Hải Phòng, cũng chưa dành quá nhiều những hoạt động kinh doanh tại Hải Phòng, nhưng tôi tin chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người Hải Phòng muốn nghe câu chuyện của anh ấy. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn, người lữ hành hạnh phúc, doanh nhân Phạm Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO của Lux Group. Xin chào Tuyết Trinh, xin chào quý vị đang xem đài truyền hình Hải Phòng. Người lữ hành hạnh phúc, anh Phạm Hà có thể cho chúng tôi một cái bật mí nho nhỏ về cái biệt danh này không ạ? Tôi cũng làm rất nhiều nghề trước khi làm du lịch, nhưng mà rõ ràng là nghề du lịch mang cho tôi rất nhiều cái cảm xúc và rất nhiều là cái hạnh phúc, tức là mình mang lại cái mình hạnh phúc, mình vui vẻ với cái công việc của mình sẽ tạo ra được những cái trải nghiệm, bán những cái cảm xúc cho khách hàng, luôn luôn thích làm cái mình thích và thích cái mình làm, và tôi gọi đấy là nghề hạnh phúc. Anh truyền cái niềm hạnh phúc đó đến đâu rồi ạ? Cái người trong cái nghề hạnh phúc thì trước tiên chúng tôi phải hạnh phúc trước, rồi sau đó thì chúng tôi mới có thể mang lại cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho du khách. Trong công ty chúng tôi thì chỉ có một người chủ duy nhất, đó là khách hàng, người có thể trả lương, trả thưởng và có thể đuổi việc bất kỳ ai, từ giám đốc cho đến nhân viên. Chính vì vậy mà cái việc nhiệm vụ làm cho thỏa mãn khách hàng là một cái nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ doanh nghiệp, và chúng tôi tuyên bố quyền của khách hàng. Làm dịch vụ, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà giàu tính sáng tạo, ví dụ như là du lịch, thì cái việc xây dựng sản phẩm ấy thì nó thường hơi phải điên điên một chút. Anh có khi nào như vậy không ạ? Khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp chẳng hạn, thì tôi đặt công ty là lữ hành hạng sang chẳng hạn, thì rất là nhiều người nói là điên Việt Nam cách đây 20 năm thì làm gì có cái gì mà sang trọng đâu, mà tại sao đặt cái công ty nó như là như vậy, thì cũng nhiều người cũng nói ở cũng thật là cũng là điên rồ. Nhưng mà rõ ràng cái sự điên rồ đấy nó có sự tính toán, và nếu muốn đi thành công thì nên chọn một con đường riêng. Hiện nay công ty đang có những cái sản phẩm nào mà nó thể hiện rõ nhất cái tính có thể nói là như nào nhỉ, dân dã hơn một chút đi, là nó bốc đồng? Cũng phải nói là trong cái ngành du lịch thì nó du lịch nó là một cái trải nghiệm mà đôi khi gọi là điên rồ cũng được, nhưng mà gọi là sáng tạo cũng được. Và tôi là một trong cái người mà đi cũng rất là nhiều nơi trên thế giới, cũng là đóng vai những cái lữ khách, kể cả là đi phủi cũng có, và ở những khách sạn 5-6 sao cũng có, và đi những top du thuyền trên thế giới, và chúng tôi cả đưa những cái trải nghiệm đấy về trong Việt Nam, và chúng tôi mang lại những cái tạo ra những cái trải nghiệm dưới chân dung khách hàng. Ví dụ như là tôi tạo ra cái du thuyền đầu tiên tại Nha Trang, cho là đi chơi trong vịnh Nha Trang chẳng hạn, đi chơi ban ngày và buổi tối thì ngắm hoàng hôn, nghe thưởng nhạc chẳng hạn, để cho du khách cảm được cái ngắm đất liền từ biển Đông, và với một cái không gian rất là tuyệt vời, cho tôi đưa rượu và âm nhạc lên trên du thuyền chẳng hạn, là cái thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam. Tôi là người đầu tiên mà đưa bộ sưu tập 100 bức tranh cũng như là những cái bưu ảnh cổ 100 năm tuổi mà chúng tôi đã sưu tập về thành phố cảng Hải Phòng để đưa lên trên du thuyền giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước, thì đấy là cái feel của mình. Vâng, nhân nói về sự feel, sự sáng tạo thì tôi có một câu chuyện nhỏ cho anh đây. Cho mọi người thấy rằng ngoài cảnh đẹp thiên nhiên ra thì người Việt có thể làm những sản phẩm du lịch về mặt kiến trúc trở nên độc đáo. Đó là lý do mà nó tên là ngôi nhà có 102.
này là tất cả các loại cưa, và đây là công cụ phá rừng hiệu quả nhất. Khi nào những lưỡi cưa này nó dừng lại, nó bị cồn đi, nó bị reset đi, thì lúc đó cây xanh sẽ mọc trên chính lưỡi cưa của họ. Và lúc đó rừng xanh sẽ trả lại đời sống cho con người, cho muôn thú. Kinh doanh 4.0 hiện nay thì người ta nhắc rất nhiều đến việc là xây dựng câu chuyện, thiết kế câu chuyện và kể những câu chuyện của sản phẩm. Với du lịch thì các anh kể những câu chuyện đó như thế nào ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với chị rằng là cái sau tất cả thì du khách, hai con người ta đều nhớ đến những câu chuyện, và chỉ có những câu chuyện, đặc biệt những câu chuyện hay còn ở lại. Bốn thứ mà tôi cho rằng là Việt Nam chúng ta khác biệt toàn bộ so với khu vực Đông Nam Á và của châu Á, đó là văn hóa, thiên nhiên, con người và ẩm thực. Tôi cũng rất nhiều lần đề xuất cho Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch trong cái việc là định nghĩa Việt Nam là đến di sản, hay hoặc là những cái slogan như là Wow Việt Nam, để thu hút được du khách đến và kể những cái câu chuyện cụ thể. Ví dụ như chúng tôi đã đầu tư vào những cái du thuyền, ví dụ như ở Nha Trang thì chúng tôi đầu tiên vào thương hiệu Emperor Cruises, lấy cái cảm hứng từ Hoàng đế Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Triều Nguyễn chẳng hạn. Thì chúng tôi có những cái du thuyền ở Nha Trang, ở Vịnh Hạ Long, và tiến tới là ở bên trên sông Sài Gòn và Phú Quốc, trên cái vùng vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng của chúng ta, trên cái du thuyền hết bình chuẩn, lấy cái câu chuyện cảm hứng từ vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi. Cách đây đúng 100 năm thì là cụ hạ thủy cái tàu hết bình, tàu bình chuẩn tại cửa cấm Hải Phòng, và sau đúng 100 năm thì tôi cũng lại hạ đúng cái vùng nước đấy, đưa một cái câu chuyện về di sản và tạo dựng lại một cái du thuyền có cảm hứng từ di sản, và đưa du khách trong và ngoài nước đi khám phá một cái vùng di sản là vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng, và gần đây là Cát Bà trở thành di sản thế giới. Thì đây là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt, và rất là nhiều du khách nói với tôi đây là những cái trải nghiệm để đời, và họ chưa bao giờ có được cái trải nghiệm tuyệt vời như thế. Vâng, những cảm xúc đó trị giá bao nhiêu ạ? Có những cái cảm xúc mà trị giá cả 1.000 đô một ngày. Có những cái cảm xúc thì nó sẽ ít hơn, tùy thuộc vào cái sự khó, cái sự độc đáo, chân thực và độc đáo của sản phẩm trải nghiệm, cũng như là đấy, những cái công sức mình cũng có thể đưa vào, sự sáng tạo của mình đưa vào để tạo ra được những cái wow cho du khách. Tìm hiểu một chút về doanh nhân Phạm Hà thì tôi biết được rằng là bản thân anh rất thích xây dựng thương hiệu. Vậy thì ngay bây giờ anh có thể kể cho chúng tôi nghe những cái thương hiệu anh có không? Cũng phải là một cái hành trình khá là tự hào, và chúng tôi tự hào tạo ra những thương hiệu có tầm quốc gia và tầm quốc tế. Ví dụ như là Lux Travel DMC, Lux Travel Heritage Emperor, Lux Limousine. Chúng tôi cũng rất là hân hạnh là lần đầu tiên một hãng lữ hành sang trọng của Việt Nam vừa mới đoạt giải Asia Leading Luxury Tour Operator, có nghĩa là hãng lữ hành hàng đầu châu Á, do giải Oscar của ngành du lịch thế giới, đó là WTA World Travel Award, vừa mới trao tặng. Thì đây là những cái thương hiệu mà chúng tôi không những doanh nghiệp rất là tự hào, mà có thể Việt Nam cũng rất là tự hào. Tại World Travel Awards 2023, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam tiếp tục được vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á năm 2023 và điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2023. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam được xướng tên ở các hạng mục quan trọng. Lux Group là một trong số đó, với giải thưởng nhà điều hành tour sang trọng hàng đầu châu Á và công ty quản lý điểm đến DMC hàng đầu Việt Nam năm 2023. Trong bối cảnh thị trường du lịch được mở ra sau đại dịch, việc các doanh nghiệp trong lĩnh vực này còn bền sức với cuộc hành trình đã khiến cho cơ hội của họ trở nên rõ rệt hơn. Một tờ báo tin tức ngành công nghiệp du lịch toàn cầu của Australia từng nhận định, Lux Travel DMC đã vượt qua lối mòn của các gói tham quan thông thường, đưa du khách hướng về các giá trị văn hóa địa phương và mạo hiểm khám phá những địa điểm lạ lẫm ít ai biết đến. Còn cái thương hiệu cá nhân thì sao ạ? Tôi nghĩ là con người của tôi cũng như là con người của toàn bộ Lux Group thì những con người chúng tôi gọi là Luxer ấy, là những cái người mà và họ đều có một cái tâm huyết là trong việc mà dịch vụ từ tâm đã chạm vào cảm xúc của khách hàng. Mấy năm Covid nó là một cuộc tàn sát với ngành du lịch, thì không biết là trong cái cơn lao đao như vậy thì cánh đã ngụp lặn như thế nào ạ? Tôi nghĩ lại là vẫn là một sự dùng mình. Có những đội thuyền là không thể chạy được một ngày nào, hay hoặc có những công ty du lịch đóng cửa ngay từ đầu. Có những cái lúc nó vô cùng khó khăn, như kiểu ngàn cân treo sợi tóc. Đáo hạn ngân hàng sẽ phải vay lãi theo ngày. Có lúc nào anh muốn buông tay không ạ?
mình có thể mệt sẽ nghỉ nhưng mà không bao giờ bỏ cuộc. Trong cũng lúc mà thịnh vượng nhất thì chúng tôi cũng đối xử với mọi người rất là bình đẳng, rất là tôn trọng, cho nên mọi người đã đi theo trong lúc khó khăn nhất. Và tôi cũng nghĩ mọi người đang tử tế với tôi, qua cuộc đời sống cũng đối với tôi tử tế. Anh vừa nhắc đến một từ, sự tử tế trong kinh doanh. Trong một cái thế giới hỗn độn ấy thì bản thân cái sự tử tế nó đã là một sự sang trọng. Khi người ta nói kinh doanh thì người ta hay thường nói đến cái việc mà chộp giật hay hoặc là lừa đảo. Nhưng mà tôi nghĩ đấy là những cái việc của những con buôn. Còn những người kinh doanh tử tế thì phải có đạo kinh doanh. Tôi nghĩ là cái sự tử tế thì sẽ dẫn đến cái con đường của chúng ta đi nó sẽ xa hơn. Định làm hại của chúng ta đi mà ví dụ như là chúng ta muốn cái gì nó lâu dài chẳng hạn, thì cái việc mà chúng ta không chỉ có việc mà có nhiều các cái tàu thuyền mà vẫn là ít tàu thuyền thôi, nhưng mà rõ ràng là nó cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào cái hạn chế sự khai thác. Hay hoặc là chúng ta ô nhiễm, chúng ta là không đừng để cho cái việc ô nhiễm môi trường mà chúng ta làm nó luôn xanh sạch đẹp chẳng hạn, thì rõ ràng là chúng ta sẽ có thể thu hút được lượng khách ít đến, nhưng mà rõ ràng là cái lượng khách có thể chất lượng chi trả cao hơn, và như vậy thì khách có thể ở lâu hơn, bởi vì điểm đến của chúng ta khác biệt so với những cái điểm khác, là chúng ta có rất nhiều tài nguyên, có rừng, có biển, đúng không ạ? Và đúng có rồi. Cái sự sinh thái ở trong đấy, có nhiều cái trải nghiệm hơn cho du khách ở trong đấy, thì rõ ràng nếu mà chúng ta tử tế thì chúng ta sẽ không tập trung quá nhiều và khách mát đại trà quá đông. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà tử tế nó cũng giống như gần như là cái sự bền vững. Chúng ta chỉ mượn của thế hệ này và chúng ta phải sử dụng ở trong thế hệ này, nhưng mà thế hệ sau chúng ta, con cháu chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Cũng tương tự như con người của chúng ta vậy, chúng ta cũng phải tử tế thì chúng ta cũng sẽ để lại tâm phúc cho thế hệ sau. Và tôi cũng học được rất nhiều các cái bài học rất là hay của doanh nhân Bạch Thế Bưởi. Đó là cái con đường, cái đạo kinh doanh của cụ. Nó là cái sự nhân văn, nó là sự tử tế, nó là vì cộng đồng. Tôi nói là nhân nghĩa, trách nhiệm, đây là những cái mà tôi nghĩ rằng là khi mình kinh doanh, mình tạo ra được những giá trị cho bản thân mình, cho cộng đồng, thì cộng đồng sẽ đánh giá cao và nó mới bền vững và đi lâu dài. Chúng tôi từ những bàn tay trắng, tức là khi khởi nghiệp, khi không có gì cho đến bây giờ, chúng tôi cũng có các cái văn phòng ở khắp nơi và có cái đội du thuyền, rồi là có nhân sự của chúng tôi lớn mạnh, thì rõ ràng là cái sự tử tế nó thôi thúc chúng tôi thức dậy mỗi ngày. Anh có định viết sách về những cái câu chuyện kinh doanh của anh hay không? Tôi cũng hay viết, tới giờ tôi cũng viết được gần chục cuốn trong cái việc là giới thiệu về, tôi viết được cả cuốn mà tôi thấy rất là tâm đắc là Kinh doanh thời 1.0, viết về cụ Bạch Thái Bưởi, cái con đường kinh doanh của cụ. Những bài học dưới góc độ quản trị kinh doanh, tôi người học về học quản trị kinh doanh, nhưng tôi nhìn thấy góc độ là quản lý lãnh đạo như thế nào, rồi là dụng nhân dụng mộc làm sao, cũng như là cái đạo như thế nào, thì chúng ta cái sự tử tế của cụ ấy thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng cho tôi. Và tôi lấy cái cảm hứng đó, tôi cũng vừa là tạo ra những sản phẩm, nhưng mà viết ra được những cái câu chuyện, viết ra câu chuyện của cuộc đời mình, rồi cái để cho nhiều người có thể hiểu hơn về cụ, hiểu hơn về sản phẩm, hiểu thêm bản thân mình. Làm thế nào để nhiều người đọc chú ạ? Tôi cũng giới thiệu nhiều trên các cái phương tiện truyền thông, nhưng mà cũng khi khách mà đặt những cái du thuyền với chúng tôi chẳng hạn, thì chúng tôi đều có tặng như một quà tặng cho du khách để có thể là hiểu hơn về, tức là cái điểm chạm trước khi mà đến điểm chạm dịch vụ là ở trên tàu, thì có hiểu hơn, thì khi hiểu hơn thì sẽ yêu hơn và sẽ quý hơn, cũng như là thấy rằng là những cái giá trị mà chúng tôi đang mang đến cho du khách trong cái việc là đặt khách hàng lên trung tâm, là thỏa mãn họ, cũng như là kể những cái câu chuyện về văn hóa dân tộc cũng như là con người Việt Nam chúng ta. Vâng, quay trở lại với các sản phẩm du lịch đi ạ. Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng thì có khá là nhiều những cái di sản, đặc biệt là mới đây thì Hạ Long, Cát Bà đã được công nhận là di sản thế giới, vâng, rất là tuyệt vời. Vậy thì anh dự định sẽ kể những câu chuyện về di sản của Việt Nam cũng như là của Hải Phòng như thế nào ạ? Rõ ràng là chúng ta là một đất nước rất là giàu có về di sản, văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên, con người. Và tôi cũng chúc mừng Hải Phòng vừa rồi cũng đã trở thành một cái di sản thiên nhiên của thế giới cùng với cả vịnh Hạ Long. Thì rõ ràng đây là một cơ hội rất là tuyệt vời cho cái việc là chúng ta liên thông để có thể phát triển, kể những cái đưa du khách đến với lại quần đảo Cát Bà để mà trải nghiệm văn hóa và di sản thiên nhiên, là do chúng ta có văn hóa và thiên nhiên. Ví dụ như là cái làng chài Cái Bèo với 7.000 năm chẳng hạn, nâng cao được
cái văn hóa bản địa, giữ gìn cái văn hóa bản địa, còn làm sao để cho đây là cái attraction, tức là cái điểm thu hút khách phải đến tham quan, vì đây một trong cái tài nguyên di sản rất là quý giá của cả toàn bộ châu Á, chứ không làng nổi nào mà lại lớn như cái làng Cái Bèo chẳng hạn. Tôi cũng đang có cái kế hoạch trong cái việc là sẽ cho du đóng những cái du thuyền mới cho du khách có thể ở 5 đến 7 đêm trong các cái khu vực. Khi mà được, nếu được liên thông thì chúng tôi sẽ đưa du khách có thể là cruise around, tức là du ngoạn xung quanh cái vịnh Bắc Bộ, ba vịnh một hành trình, và thậm chí là nếu được thì chẳng hạn thì là ra được những cái đảo xa hơn của thành phố Hải Phòng của chúng ta. Thì đấy là những cái cơ hội mà tôi nghĩ rằng là du khách thì cũng có mong muốn là tìm kiếm những điểm đến mới hơn, nhiều trải nghiệm, đa trải nghiệm và giàu cảm xúc. Thì rõ ràng chúng tôi đang kể cái câu chuyện di sản văn hóa và thiên nhiên trên một cái vùng biển rất là giàu có của thành phố cảng Hải Phòng. Một trong những đam mê lớn nhất của cuộc đời tôi cũng như là của doanh nghiệp là sẽ tạo ra được một cái đội du thuyền là chạy duyên hải, ven duyên hải, cận duyên Việt Nam từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, khá là tiếc khi mà 20 phút của chương trình đã trôi qua rồi. Vẫn còn rất nhiều những điều mà chúng tôi muốn nghe, tuy nhiên là đã đến giờ phải nhường sóng cho chương trình khác. Anh Phạm Hà thân mến, anh có sẵn sàng trở lại với chúng tôi trong một dịp gần đây không ạ? Cũng là lần đầu tiên nhưng mà cũng rất là thú vị khi gặp được việc với đài, và hy vọng là sẽ kể những câu chuyện khác trong những chương trình khác với đài truyền hình Hải Phòng. Vâng, thật là tuyệt vời, cảm ơn anh. Và chúng tôi cũng mong rằng là những doanh nhân Việt Nam sẽ có nhiều hơn những cái cơ hội phát triển trong thời gian tới, và xin được chúc cho doanh nhân Phạm Hà cũng như là Lux Group có cơ hội cất cánh cùng du lịch Việt Nam. Xin cảm ơn anh và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.